Trần Văn Thái, nhân viên bán hàng của công ty. Số điện thoại 0938 587 689. Dạ, em là Phi Loan, số điện thoại 0909 849 904. Em, Hữu Nhân, số điện thoại 0932 016 019. Hãy ủng hộ chúng em nhé. Hello mọi người, xin kính chào mọi người đã quay trở lại kênh của Thái. Hôm nay Thái và Lo sẽ trình bày, hướng dẫn quý khách hàng phân biệt và hiểu rõ hơn về bảo hiểm của xe ô tô. Bảo hiểm ô tô thì sẽ có hai loại, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm thân xe. Thì cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì? Tại sao phải bắt buộc khi chúng ta tham gia lưu thông trên đường? Lúc đầu thì khi Thái mới tham gia giao thông với mọi người thì lúc còn nhỏ đó, thì Thái cũng giống như nhiều người khác luôn, thì cũng chỉ nghĩ là cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự chúng ta là chủ yếu để đối phó công an, không hiểu là để làm gì cả. Cho đến một thời gian vài năm trở lại đây thì Thái đã biết và cảm thấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự thật là hay và rất tuyệt vời. Như vậy bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì? Bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ bồi thường cho bên thứ ba trong trường hợp nếu như chủ xe chẳng may gây ra tai nạn hoặc thiệt hại trong quá trình tham gia lưu thông. Mức bồi thường sẽ tùy vào cái gói bảo hiểm mà chúng ta lựa chọn. Thì em thử ví dụ ở đây, ví dụ như trong tay của em đang có một cái bảo hiểm, một cái giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự cho chủ xe ô tô, thì trong này họ sẽ ghi rất là rõ là mức bồi thường đối với bên thứ ba là nếu mà về người là 100 triệu một người trong một vụ, còn nếu mà về tài sản đó là 100 triệu trên một vụ. Tuy nhiên, việc bồi thường của bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì phải đòi hỏi đầy đủ thủ tục của các bên liên quan, có biên bản công an, cho nên nhiều khách hàng không đáp ứng đủ các thủ tục, và thường thì họ tự thỏa thuận với nhau để tự giải quyết. Thì sau đây Thái sẽ ghi lại những cái nguyên tắc mà để chúng ta được bồi thường cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự đó ở phần bên dưới màn hình, thì quý khách hàng nên xem và tham khảo để chúng ta làm cho đúng cái quy trình để được bảo hiểm bồi hoàn cho xe của chúng ta. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô là bồi hoàn, và công ty bảo hiểm sẽ chỉ có trách nhiệm thanh toán cho chủ xe số tiền chủ xe cần phải bồi thường cho bên thứ ba cũng như hành khách ngồi trên xe. Vì thế, hồ sơ thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô cần phải đảm bảo các tài liệu chứng minh số tiền mà chủ xe đã bỏ ra để bồi thường và cần phải bồi thường. Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm biên bản giải quyết tai nạn, phán quyết của tòa án, biên bản thỏa thuận của nạn nhân hoặc đại diện của nạn nhân và chủ xe, lái xe có xác nhận của cơ quan chức năng hoặc đại diện của bảo hiểm, giấy bãi nại, biên bản nhận bồi thường. Bên cạnh đó, hồ sơ bồi thường cần phải bổ sung thêm các giấy tờ bổ sung như giấy tờ tùy thân, giấy chứng minh nhân dân, các tài liệu quy định hiện hành. Chủ xe, lái xe cần phải cung cấp đầy đủ địa chỉ thường trú của người bị hại để bảo hiểm có căn cứ thông báo theo quy định. Loại bảo hiểm thứ hai đó là bảo hiểm thân xe, hay còn gọi là bảo hiểm vật chất thân xe. Một số khách hàng còn gọi là bảo hiểm hai chiều. Như vậy bảo hiểm hai chiều là gì? Đó là bảo hiểm cho chính chiếc xe của bạn. Nó khá là nhiều hạng mục trong đó, như là bảo hiểm thân vỏ. Một số khách hàng còn mua thêm một số cái tính năng kèm theo như là mất các bộ phận hay là thủy kích. Vậy khi xe của chúng ta tham gia bảo hiểm thân xe mà đang lưu thông trên đường thì có một cái phương tiện khác làm xe chúng ta hư hỏng, vậy bảo hiểm thân xe có đền hay không? Thì kính thưa quý khách hàng, quý chị, thì trường hợp mà xe khác làm cho xe chúng ta hư hỏng thì bảo hiểm vật chất thân xe sẽ yêu cầu bên thứ ba bồi thường. Thì chúng ta vì cái trường hợp này thì tốt nhất quý anh chị nên giữ hiện trường và điện cho bảo hiểm để bảo hiểm hỗ trợ chúng ta, hoặc là điện ngay cho công an khu vực để được hỗ trợ và giữ yên hiện trường. Vậy bảo hiểm thân xe có bắt buộc mua để chúng ta lưu thông trên đường hay không? Kính thưa quý anh chị, bảo hiểm thân xe là bảo hiểm tự nguyện và không bắt buộc chúng ta phải mua. Tuy nhiên, rủi ro là điều mà chúng ta không thể nào mà tránh khỏi. Chính vì vậy mà thực sự chúng em khuyến khích là các anh chị khi tham gia giao thông chúng ta nên tham gia loại bảo hiểm này. Như vậy thì khi xảy ra sự cố, chúng ta phải làm gì để được bồi thường? Khi bạn xảy ra va chạm,
chúng ta nên gọi ngay cho hotline của bảo hiểm để được tư vấn hỗ trợ. Thì các câu hỏi của bảo hiểm sẽ hỏi chúng ta là biển số xe, tên chủ xe, địa điểm và thời gian xảy ra va chạm. Và mọi người lưu ý là cuộc điện thoại của chúng ta sẽ được ghi âm, cho nên chúng ta hãy khai báo cho chính xác để được bảo hiểm hỗ trợ. Và bảo hiểm sẽ cho nhân viên đến trực tiếp hoặc gọi điện thoại hướng dẫn cho chúng ta. Việc của chúng ta là nên giữ hiện trường, chờ bảo hiểm tới. Thì sẵn đây Thái cũng ví dụ mọi người luôn, một chuyện rất buồn là khách hàng Thái thì cũng tham gia một chuyện xe. Và trong cái quá trình xử lý sự cố thì khách lần đầu tiên thì cho nên là rất bất rối. Và cái bên thứ ba thì họ không chịu để hiện trường và họ gây sức ép. Tại ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì đường rất là đông, cho nên là khách hàng đã dời xe vào bên này. Và cuối cùng thì cái bên thứ ba là người ta đã rời khỏi hiện trường. Như vậy thì bảo hiểm đến và không thấy xe thứ ba, và bảo hiểm chỉ bồi thường được khoảng 50% thôi. Thì cái vụ tai nạn đó số tiền tầm khoảng 70 triệu, thì khách hàng chỉ 50% thì số tiền được hơn. Cho nên chúng ta nên rút kinh nghiệm về cái này, thì chúng ta nên cố gắng giữ yên hiện trường. Nếu bên thứ ba gây sức ép, chúng ta nên báo công an khu vực thật bình tĩnh để xử lý vụ tai nạn. Dầu khí 1900 545458, bảo hiểm Bảo Việt 1900 558899, bảo hiểm Bưu điện 1900 545475, bảo hiểm Quân đội 1900 558891, bảo hiểm Liberty 1800 599998. Trên đây thì chúng em đã vừa mới cập nhật xong những cái thông tin về bảo hiểm ô tô. Các anh chị có thắc mắc gì xin hãy comment bên dưới để chúng em có cơ hội để giải đáp thắc mắc nhé. Nếu quý anh chị xem video clip này cảm thấy hay thì hãy like và subscribe kênh để ủng hộ cho Thái, giúp Thái có thêm nhiều động lực để làm nhiều clip sao hay hơn để phục vụ khách hàng. Xin cảm ơn mọi người.